Chào các bạn nhé, hôm nay tôi để đi vào rừng quay những cảnh con suối và cho các bạn xem các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là những con suối trong mát. Hôm nay là vào rừng tránh nắng các bạn ạ. Thích lắm. Bây giờ thực ra là mùa hè này với đi vào rừng nó rất là mát, khí hậu nó trong lành. Vào cái rừng là cảm tưởng như con người nó khỏe hẳn lên nữa các bạn ạ. Đấy, quê tôi chỉ có rừng và suối thôi. Cũng chẳng có cái gì để mà quay làm video cho các bạn xem nhiều cả. Chúng tôi chỉ có rừng và suối. Cũng mong các bạn là xem video ủng hộ cho tôi và nút đăng ký nha các bạn nhé. Để tôi có động lực và đi làm các video tiếp theo. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của tôi và xem video của tôi. Con suối này mà vào mùa mưa nước lũ to lắm các bạn ạ, kinh khủng. Thì hôm nay là không có mưa nhưng mà nước suối nó cũng cạn. Các bạn thấy khung cảnh rừng núi suối nước của quê hương tôi có được không ạ? Các bạn thấy hay thì tôi xin một like nhé các bạn nhé. Nếu các bạn ý kiến gì cứ bình luận comment bên dưới, góp ý cho tôi để mà tôi cái video sau tôi hoàn thiện tốt hơn các bạn nhé. Các bạn yêu mến tôi thì tôi xin một đăng ký các bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Những lúc tôi đăng video lên là ủng hộ tôi kia, ủng hộ kênh của tôi. Cũng không có gì hơn là chúc các bạn sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn. Đây là tôi đang đi ở dưới con suối. Ở đây cũng quay view các cảnh xung quanh hai bên bờ cho các bạn xem. Cũng như là rừng cây to thì họ chặt hết rồi, cũng không còn mấy đâu. Còn này cũng là rừng nhưng mà rừng nó này nó chim. Ở rừng thì nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, nghe cũng rất là vui tai các bạn ạ. Mùa này đang mùa hoa mua các bạn ạ, đấy hoa mua tím đang nở rất nhiều các bạn thấy không đấy. Hai bên bờ suối mua mọc rất nhiều,
ở ven suối này chỉ có hoa mua thôi các bạn ạ. Còn thì nếu như mà sim thì mình phải lên rừng, lên trên cao thì mới có sim các bạn ạ. Đấy, hoa mua rất nhiều. Thấy không? Phong cảnh quê tôi nó chỉ thế này thôi, rất là mộc mạc, bình dị bình yên. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn yêu mến tôi, cho tôi xin một đăng ký các bạn nhé. Mình cũng vì cộng đồng, người trước ủng hộ người sau đi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi tôi kết thúc video ở đây. Hẹn các bạn là video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh của tôi nha. Chào các bạn.